Như vậy hiệp 1 trận đấu giữa đội Việt Nam và Brunei đã bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu, U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phạm vi nhỏ quá. Cầu thủ Brunei đang thi đấu rất hăng hái, họ chịu khó bắt người. Đội hình đá thấp, tuy nhiên khá chủ động trong khâu phòng ngự. Việt Hưng, Thành Thịnh, chèo bóng vào trong, đánh đâu? Wow! Bàn thắng đầu tiên đã đến với đội Việt Nam sau hơn 10 phút. Hà Đức Chinh, thay bàn rất quan trọng của Đức Chinh và là một tình huống quen thuộc của anh. Đúng là rất quan trọng. Nó cần thiết cho đội tuyển Việt Nam. Sau 10 phút chơi ép sân, cuối cùng chúng ta đã tìm được con đường vào khung thành của đối phương. Và người ghi bàn là vị trí tiền đạo mũi nhọn Hà Đức Chinh. Cầu thủ Việt Nam đã chuyển hướng tấn công sang bên trái và kéo giãn hàng thủ của Brunei. Thành Thịnh chuyển vào trong rất chính xác. Và Đức Chinh đã có điều kiện để phát huy tình huống sở trường của anh. Thành Thịnh. Chuyển vào. Xin nữa tỷ số là 2-0. Pha xử lý kỹ thuật ở bên trái rất hay của Việt Nam. Cũng là một tình huống thoát xuống biên nhưng bóng được đưa vào ở tầm thấp. Hà Đức Chinh cũng là cầu thủ kết thúc trong pha tấn công vừa rồi. Nhưng đáng tiếc là pha đệm lòng lại đi chạy khung thành. Đây là một phương án mà tôi cũng rất kỳ vọng ở các cầu thủ U23 Việt Nam. Vẫn là Hoàng Đức đá phạt góc ở bên cánh phải. Việt Hưng. Bóng đã bung ra không vào. Như vậy là bàn thắng thứ hai đã đến với đội Việt Nam. Tỷ số được đưa lên 2-0. Người ghi bàn có lẽ là Thành Trung. Trung vệ Thành Trung đã lên và tham gia từ tình huống phạt góc. Thành Trung đã có mặt rất đúng chỗ và không khó để sút tung lưới của môn vụ này. Trước đó sau pha thoát đi và lật bóng của Triệu Việt Hưng thì Huỳnh Tấn Sinh cũng đã có một pha dứt điểm bằng đầu chéo góc khiến cho thủ môn của U23 Brunei bó tay. Hoàng Đức rất nhịp nhàng. Thanh Bình dứt điểm, bóng lại xuống con dọc, pha quăng chân quá hay. Đó là một tình huống khiến tất cả ồ lên. Có lẽ là Hà Đức Chinh. Những pha xử lý rất gọn của các cầu thủ áo đỏ. Một lần nữa chúng ta lại cần phải có lời khen ngợi cho tốc độ chơi cũng như độ chính xác. Đoàn Văn Hậu phất bóng ngoài. Như vậy là bóng đi ra ngoài. Chúng ta phải chứng kiến cú Trivela điệu nghệ chân trái của Đoàn Văn Hậu. Chúng ta cùng xem lại. Cũng ở sân Mỹ Đình và cũng bên phía cầu môn này, Đoàn Văn Hậu đã có cú Trivela vào lưới Oman. Chuyển vào, vẫn còn Thành Thịnh tiếp tục sút bóng dứt điểm. Quả đá thứ ba liên tiếp thì đã có bàn thắng là thứ ba cho đội tuyển U23 Việt Nam ở trận đấu này, và đó là pha ghi bàn của Đinh Thanh Bình. Một lần nữa lại là sức ép, là tốc độ chơi, là sự quyết liệt trong những tình huống xử lý, và đội bóng đỏ đã có được sự tưởng thưởng xứng đáng. Được liên tục về cầu môn của Isira Asmin.
Và bàn thắng thứ ba đã đến. Trong bối cảnh mà Tiến Linh chấn thương không thể có mặt thì việc cả hai tiền đạo Thanh Bình và Đăng Trình đều lên ghi bàn là hết sức quý giá. Liên tiếp những đường truyền thẳng vào trung lộ của Đàm Văn Hậu. Thanh Thịnh, bóng không đến được vị trí của Đinh Thanh Bình. Tiếp tục là U23 Việt Nam có bóng. Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, qua người nhả bóng. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Gần như cứ sau một quãng thi đấu mà nhịp độ thi đấu, tốc độ chơi, sức ép của U23 Việt Nam được đẩy lên ở mức độ cao là chúng ta có được bàn thắng. Đối phương đúng là không đủ năng lực để có thể ngăn cản được sức mạnh của U23 Việt Nam, nhưng cần phải nói rằng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi có quyết tâm cao, có một kỷ luật rất rõ rệt và thực hiện ý đồ chơi một cách có thể nói là rất nghiêm túc. Pha dứt điểm ghi bàn của Trương Việt Hưng. Quả thật là Brunei yếu, tuy nhiên đội Việt Nam vẫn chứng tỏ quyết tâm và luôn tối đa có thể để có được sự liên lạc trong cách chơi. Trong pha bóng ghi bàn vừa rồi của Trương Việt Hưng, chắc chắn người ta không thể quên được cái cách mà Quang Hải xử lý trong chỗ chật, điềm tĩnh và kỹ thuật như thế nào. Dứt điểm! Cú chạm bóng cuối cùng là của Quang Hải. Đúng là khi Quang Hải vào sân thì anh trở thành ngòi nổ rất hay của U23 Việt Nam. Những đường bóng tấn công trở nên đa dạng hơn, khó lường hơn, để khiến cho đội hình chiến thuật bị rối rắm. Có thể có cả những cú sút xa, nhưng đó là những phương án được thực hiện khi cơ hội là tương đối rõ ràng. Quả penalty, Quang Hải bị phạm lỗi, thẻ đỏ trực tiếp. Cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ là số 6 Wafi Aminuddin. Ông trọng tài người Jordan Wamad Makare đã rất nghiêm khắc. Theo chúng tôi đây là tình huống xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, một cú đạp hết sức nguy hiểm. Tình huống phạm lỗi rất thô và đáng trách. Đây là sân chơi của cao thủ thực ra bây giờ là dưới 22 tuổi. Nhiều người vẫn còn rất non nớt. Aminuddin đã khóc tức cười sau khi phải nhận thẻ đỏ. Tôi thích lúc này người được giao đá phạt đền là người chưa ghi bàn. 5 bàn chia đều cho 5 người thì hay hơn. Tỷ số trận đấu là 5-0. Tấn Sinh, trung vệ Tấn Sinh của Quảng Nam đã lập công, đúng là 5 bàn thắng được chia cho 5 cầu thủ. Tấn Sinh là cầu thủ thường xuyên đá chính ở giải U23 thế giới Hàn Quốc. Cú đá rất tự tin. Đình Trọng ngày hôm nay đã có một cơ hội rất tốt để vào sân, dần trở lại cảm giác tốt nhất. Lại một quả penalty nữa. Như thế có nghĩa là anh Huy sẽ không có cơ hội để dự đoán chính xác, vì đây rõ ràng là một cơ hội lớn để cho đội tuyển U23 Việt Nam nới rộng khoảng cách, có thêm một bàn thắng. Quang Hải và thủ môn Anak. Quang Hải đá sát cột dọc rất hiểm. Anak đá biết rồi và chủ động đổ người. Tuy nhiên quá hiểm hóc và không thể cản nổi cú đá vừa rồi. 6-0, 6 bàn thắng chia cho 6 cầu thủ.
cú mở lòng có thể nói là cực kỳ chắc chắn của Quang Hải. Trận đầu tiên, trận đấu đã khép lại với bàn thắng 6-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam. Một trận đấu nhàn hạ, là một cuộc tập dượt có chất lượng mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã thể hiện trước đối thủ yếu là Brunei.